Nhiều người khó chịu khi hình ảnh bệnh tật của Mai Phương bị quảng cáo vô cùng trắng trợn. Nhiều người thật sự bức xúc. Thông tin diễn viên Mai Phương vừa mắc bệnh ung thư phổi ở giai đoạn 4 đã di căn vào xương khiến cho nhiều người thực sự bất ngờ. Phía gia đình Mai Phương cho hay, cô phát hiện ra ung thư phổi cách đây khoảng 3 tuần sau khi đi khám bệnh do triệu chứng ho kéo dài, sức khỏe giảm sút. Ngay sau đó thì giới nghệ sĩ Việt đều kêu gọi ủng hộ giúp đỡ cho Mai Phương trong giai đoạn cô chiến đấu với bệnh tật. Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh Mai Phương với lời quảng cáo của một thương hiệu bảo hiểm khiến cho người hâm mộ cảm thấy phẫn nộ. Thương hiệu bảo hiểm này đã tự ý lấy hình ảnh của nữ diễn viên để quảng cáo cho sản phẩm của mình. Không những thế thì dòng chia sẻ với lời lẽ đùa cợt mặc dù chưa nhận được sự đồng ý từ phía gia đình Mai Phương. Nội dung của dòng quảng cáo như sau. Khi người ta còn khỏe, người ta nói bảo hiểm là lừa đảo. Khi bệnh tật, muốn mua thứ lừa đảo thì không công ty nào bán. Ước gì Mai Phương có một hợp đồng bảo hiểm để có tiền chữa bệnh, để đứa con gái không cha vẫn được đến trường và vẫn còn tương lai. Mong Mai Phương gặp may mắn, tai qua nạn khỏi và nhanh chóng bình an. A Di Đà Phật. Mai Phương là ca sĩ diễn viên sinh năm 1985. Mai Phương tốt nghiệp khoa kịch nói của trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi ra trường và bước vào con đường sự nghiệp, Mai Phương cũng đã tích cực làm mới hình ảnh bằng cách tham gia nhóm nhạc Cindy, hát solo rồi đóng phim. Mai Phương vốn được yêu mến nhờ gương mặt sáng và cuộc sống riêng không scandal. Ở ngưỡng tuổi 30, cô chấp nhận làm mẹ đơn thân mà không cho gia đình hay biết. Diễn viên Mai Phương, tôi kiên cường, mạnh mẽ. Mai Phương tươi tỉnh, rất xinh đẹp, đã ngồi được lên trên giường, nhưng cô hơi ốm và nước da xanh xao. Tối ngày 18 tháng 8, rất nhiều nghệ sĩ và khán giả Việt Nam đã bàng hoàng khi trên mạng xã hội. Thông tin diễn viên Mai Phương, vốn quen thuộc với công chúng, đang nằm trong bệnh viện vì ung thư phổi ở tuổi 33. Thông tin này gây bất ngờ lớn đối với cả người trong giới. Vì cách đây không lâu, giới nghệ sĩ, khán giả và báo chí vẫn thường xuyên gặp Mai Phương trong nhiều hoạt động với trạng thái vui tươi, rạng rỡ. Bệnh chuyển biến xấu nhưng không dám chia sẻ. Chiều 19 tháng 8, phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã vào bệnh viện 175, nơi Phương đang điều trị để thăm cô. Mai Phương tươi tỉnh, xinh đẹp, đã ngồi được trên giường, nhưng cô hơi ốm, nước da xanh xao. Mai Phương trò chuyện cùng mọi người với một tinh thần lạc quan, kiên cường, bình tĩnh. Phương cho biết, mình phát hiện ra bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối chỉ 3 tuần qua. Trước đó cô vẫn bình thường. Khi thấy đau và ho, cô chích thuốc giảm đau để qua cơn nhằm lo cho xong công việc. Đến khi thấy không trụ được, cô xin tạm nghỉ với những nơi đang công tác, xin đi xét nghiệm đủ thứ thì ra bệnh ung thư. Mai Phương rất tin tưởng vào bản thân và sẽ kiên cường chiến đấu vì con, vì người thân. Mai Phương tỏ ý e ngại khi báo chí viết quá nhiều về bệnh tình của mình vì cô không muốn làm phiền mọi người. Những ngày đầu phát bệnh, Mai Phương giấu mọi người và vẫn cố gắng đi làm vì không muốn ảnh hưởng công việc, ảnh hưởng đến những dự án mình đang thực hiện. Thế nhưng, đến khi không gượng nổi, Mai Phương phải xin tạm nghỉ. Khi nhập viện, cô cũng không cho bạn bè thông tin về bệnh tình của mình. Chỉ đến khi tình trạng của Phương quá xấu, kinh tế của cô lại khó khăn, bạn bè thân thiết của Mai Phương mới công bố tình trạng của cô và thuyết phục cô tiếp nhận sự giúp đỡ. Mai Phương đang trên giường bệnh, cha mẹ cô bỏ việc vào chăm sóc con. Ngoài ra, Mai Phương cũng nhận được nhiều sự trợ giúp từ những người bạn bè thân thay nhau vào bệnh viện ở với cô. Diễn viên Ốc Thành Vân cho biết, sẽ cố gắng đón con gái Mai Phương về chăm sóc trong thời gian cô chữa bệnh. Nghệ sĩ chung tay kêu gọi giúp Mai Phương, không chỉ xót xa, thương cảm. Hiện nay nhiều nghệ sĩ như Hồng Vân, Ốc Thành Vân, Đại Nghĩa, Văn Ri, Tiến Luật, đạo diễn Chánh Trực, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Hoa hậu Phan Thị Mơ đã lên mạng xã hội kêu gọi đóng góp hỗ trợ cho Mai Phương về vật chất lẫn tinh thần trong hành trình chống chọi với căn bệnh chết người, giành giật lại sự sống lo cho con gái. Nghệ sĩ Hồng Vân đã vào thăm Mai Phương và chia sẻ trên trang cá nhân của mình vào chiều ngày 19 tháng 8. Cho tới sáng nay, 19 tháng 8, con vẫn không muốn chia sẻ tình trạng của mình cho mọi người. Vì con sợ phiền, sợ mọi người hiểu lầm con bán bệnh. Phương là như vậy. Tự trọng và tự lập quá nhiều, anh em bạn bè đồng nghiệp yêu thương lo lắng và muốn chia sẻ với Phương.
Bản thân tôi suốt 2 tuần lễ qua khi biết Phương bị bệnh, tôi thật sự bối rối vì không biết phải bắt đầu từ đâu để mà người hiểu là con đang rất cần sự chia sẻ của mọi người. Tới thời điểm này, con đau bút toàn thân, thậm chí mỗi lần tới cơn ho cũng không thể ho mạnh, vì xương của con bây giờ rất giòn, rất dễ gáy. Nhưng con không hề than thở, bởi con rất kiên cường đối mặt với căn bệnh, con vẫn cười. Giới nghệ sĩ cũng đang có những cuộc vận động và tính toán tổ chức những đêm văn nghệ gây quỹ giúp cho Mai Phương, như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên đã công bố. Mai Phương hiện là diễn viên trên biên chế của nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không nhập viện, chỉ còn vài ngày nữa cô sẽ vào vai chính của vở kịch Tuổi 18 mà nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị công diễn. Mai Phương cũng đã không còn ở nhà thuê, mà chọn về ở chung với cha mẹ từ nhiều tháng qua. Hơn 5 năm trước, từ bỏ hào quang tiền bạc khi tên tuổi đang được yêu mến ở nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Cuộc phiêu lưu của hai lúa, Một ngày không có em, Sóng đời, cũng như đang là một diễn viên chính được yêu thích ở kịch Phú Nhuận, Mai Phương vào chùa sinh con một mình. Con ngày một lớn, Mai Phương phấn đấu không ngừng nghỉ để trở lại công việc như tham gia game show, ca hát, bán hàng online để mưu sinh nuôi con. Nhà Mai Phương cũng không khá giả gì, Mai Phương còn phải phụ giúp đỡ đần cho cha mẹ. Vậy nhưng số phận lại quá nghiệt ngã đối với cô diễn viên xinh đẹp sinh năm 1985 này. Mai Phương suy sụp, đồng nghiệp bức xúc vì thông tin bệnh tình sai lệch. Hiện tại thì Mai Phương tiếp tục nằm ở bệnh viện điều trị, chờ đợi đợt chẩn đoán tiếp theo của bác sĩ. Vừa qua thì thông tin diễn viên Mai Phương đang phải nằm viện điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối được quan tâm đặc biệt từ dư luận. Trước khi những đồng nghiệp thân thiết và gia đình của Mai Phương xác nhận thông tin, một số diễn đàn mạng đã có những bài viết thông báo nữ nghệ sĩ sinh năm 1985 bị ung thư phổi giai đoạn cuối, nhưng do cuộc sống khó khăn vẫn mệt mài chạy sau kiếm tiền. Tuy nhiên thì theo tìm hiểu, Mai Phương vẫn tỉnh táo, có thể trò chuyện khi gặp gỡ mọi người, dù là sức khỏe yếu. Theo chia sẻ mới nhất từ phía người thân của bà mẹ một con thì chính những thông tin sai lệch đã khiến cho Mai Phương suy sụp, khóc rất nhiều sau khi lên mạng và đọc được. Hiện nay thì Mai Phương tiếp tục nằm ở viện điều trị để đợi đợt chẩn đoán tiếp theo của bác sĩ chuyên môn. Để tránh những nguồn tin không chính xác làm ảnh hưởng đến tâm lý của Mai Phương và gây ra hoang mang trong làng giải trí, diễn viên Ốc Thanh Vân cho biết cô sẽ là cầu nối cập nhật mọi thông tin mới nhất của đồng nghiệp. Trên trang cá nhân, Á Hậu kiêm diễn viên Ái Châu cũng bày tỏ sự bức xúc khi thông tin bao bệnh của Mai Phương đang nằm điều trị bị lộ. Cụ thể cô viết rằng, chuyện của Mai Phương, anh chị em bước chân 2 thế hệ, đã cố gắng giữ kín tới giờ này mà cuối cùng cũng không giữ được. Ai đó tối qua, ngày 18 tháng 8, là người đầu tiên đăng số phòng, số giường của Phương nằm, thật là ác. Không cần biết Phương có đồng ý đưa thông tin của mình ra ngoài hay không, không cần biết tình trạng của Phương hiện tại đau đớn mệt mỏi như thế nào. Vài tháng trước chị qua nhà em nói chuyện rùm rà, cũng là lần đầu tiên em kể cho chị nghe nhiều điều về cuộc sống của chị. Em la làng, bà đàn ông vầy Phương, cái gì cũng tự mình bươn chạy, sức đau chịu nổi. Đằng sau hình dáng nhỏ bé của chị là một sức mạnh phi thường, là một cuộc sống đối mặt với nhiều khắc nghiệt. Gần tháng trước, chị em mình diễn chung, em nói, ho quá, giờ này không nhập viện mà còn đi diễn bà kia. Chị cười trừ, tự dưng đang khỏe, đi khám rồi lòi ra quá trời bệnh luôn mày. Rồi chị cũng cố hát, cố nhảy trên sân khấu. Diễn xong, thở dốc, ho liên hồi, tự lái xe về nhà, dù đường rất xa. Hôm nay người đàn ông mang tên Mai Phương đã gục ngã. Ngày đầu tiên nghe anh em thông báo chị bệnh, em ngồi bần thần, nước mắt tự dưng chảy hoài. Anh chị em hẹn nhau ra quán cà phê giữa đêm, ai cũng chết lặng trong lòng. Mọi người thương chị nhiều, ai cũng hiểu cuộc chiến này khốc liệt, nhưng mọi người không can đảm đối diện với sự thật, đối diện với một Mai Phương đang mạnh, đang lành, đang vui vẻ, bỗng dưng nằm im đó, đau đớn thể xác từng cơn. Là vì nó còn quá nhỏ xíu, nó thương mẹ lắm. Ngày nào mẹ đi làm về trễ mấy, nó cũng ngồi nó chờ mẹ về mới đi ngủ. Mấy hôm mẹ nó đau, nó xoa lưng rồi hỏi, vì xoa vậy mẹ đỡ đau chưa? Tội là vì, tội nó lắm chị ơi. Hôm vô thăm chị, dù rắn lòng phải cứng rắn lắm, mà em vẫn lủi thủi ra góc đứng khóc. Em và anh chị em bước chân 2 thế hệ nhà mình, luôn luôn bên cạnh chị, tiếp thêm sức mạnh cho chị. Đã trực tiếp đến hỏi thăm Mai Phương ngay sau khi nghe thông tin,
nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung thông báo, nếu yêu quý Mai Phương, hãy để cho em ấy có thời gian và không gian yên tĩnh để điều trị và nghỉ ngơi. Hãy gửi những lời chúc và động viên đến Mai Phương, nhất định em ấy sẽ đọc được hết.